Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng từ cả hai bên. Nga giành thêm đất ở Donetsk, giao tranh ở Kursk vẫn diễn ra ác liệt. Truyền thông Mỹ đưa tin Iran sẽ sớm gửi tên lửa đạn đạo tới Nga. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay, Nga tấn công dồn dập Kiev và hàng loạt tỉnh Ukraine, ác liệt ở Kursk, -Bengorod. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng gian với hơn 100 cuộc giao tranh trên tiền tuyến. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có 103 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến trong ngày qua. Bốn cuộc giao tranh xảy ra ở tỉnh Kharkiv khi quân đội Nga tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine gần khu định cư Volchansk. Riêng tại Kupian, Nga phát động 13 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua. Tại thành phố Liman, tỉnh Donetsk, Nga phát động 9 cuộc tấn công trong ngày. Quân đội Ukraine đẩy lùi 4 cuộc tấn công trong số này. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, số lượng các cuộc đụng độ lớn nhất trong ngày được ghi nhận ở thành phố Porosh với 29 trận giao tranh. Các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại. Cụ thể, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Donetsk, ông Serhiy Lysak viết trên nền tảng Telegram rằng đợt pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Nga vào thành phố Nikopol khiến 4 người bị thương. Cục Quản lý Quân sự thành phố Selidovi-Donetsk cũng báo cáo một trường hợp bị thương do chúng pháo kích Nga. Theo không quân Ukraine, trong đêm ngày 1 tháng 9, dạng sáng ngày 2 tháng 9, Nga phát động cuộc tấn công tên lửa vào các khu vực Kiev, Sumy và Kharkiv bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa phòng không có điều khiển và UAV. Không quân Ukraine đã chặn và phá hủy 9 tên lửa đạn đạo, 13 tên lửa hành trình và 20 UAV của Nga trong cuộc tấn công trên. Ngoài ra, do các biện pháp đối phó tích cực của lực lượng phòng vệ Ukraine, một tên lửa hành trình KH-101 và 3 UAV tấn công của Nga đã không thể tiếp cận mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 2 tháng 9 xác nhận cuộc tấn công. Bộ này cho biết lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và các phương tiện bay không người lái, tấn công vào các cơ sở công nghiệp năng lượng và quốc phòng của Ukraine trong đêm. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Tờ Bloomberg cho biết Iran có thể sẽ sớm gửi tên lửa đạn đạo tới Nga. Theo đó, một quan chức châu Âu giấu tên nói rằng Iran sẽ sớm chuyển tên lửa tới Nga. Quan chức này từ chối bình luận về loại hoặc là khả năng của tên lửa này. Tháng trước, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin tình báo giấu tên rằng Moscow có thể nhận được hàng trăm tên lửa đạn đạo FAS-360 và các loại khác từ Tehran. Các nguồn tin của Bloomberg tin rằng khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo sẽ đánh dấu một diễn biến đáng lo ngại trong cuộc xung đột các nước G7 dự kiến sẽ ngay lập tức lên án bất kỳ hành động chuyển giao nào và bày tỏ mối quan ngại với chính phủ các nước Trung Đông thông qua các kênh ngoại giao, theo nguồn tin. Nga và Iran hiện chưa bình luận về thông tin này. Nga giành thêm đất ở Donetsk, tiếp diễn giao tranh ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng Nga vào ngày 2 tháng 9 đã giành quyền kiểm soát khu định cư Skunoi ở Donetsk và tấn công quân Ukraine tại 143 khu vực. Trong ngày, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tấn công 3 lữ đoàn Ukraine tại Kharkiv, khiến đối phương tổn thất 85 binh sĩ, một khẩu pháo D-20 và hai khẩu pháo D-30. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga tiếp tục tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine, khiến Ukraine thiệt hại 520 binh sĩ, 4 xe cơ giới, 2 liệu pháo FH-70, một liệu pháo MSTAB. Nhóm chiến đấu trung tâm của Nga giành quyền kiểm soát khu định cư Skunoi, tấn công nhân lực và trang thiết bị của nhiều lữ đoàn Ukraine. Thiệt hại của Ukraine tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm kiểm soát là 475 binh sĩ, một xe chiến đấu bọc thép Kojak, ba xe bán tải, một khẩu pháo MS-2b và một khẩu pháo D-30. Nhóm chiến đấu phía đông của Nga ngày qua di chuyển đến các vị trí có lợi hơn và đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine. Ukraine mất 110 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân M113 và một khẩu pháo chống tăng Drapira tại khu vực do nhóm chiến đấu phía đông quản lý, theo Bộ Quốc phòng Nga. Tương tự, nhóm tác chiến phía Tây của Nga cải thiện vị trí chiến thuật, đánh bại 430 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tài của Ukraine. Trong ngày qua, Ukraine mất 70 binh sĩ trong khu vực do nhóm tác chiến chiến đấu Dnipro của Nga phụ trách. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng phòng không Nga bắn hạ 3 quả bom dẫn đường Hammer, 26 tên lửa Vampire và 30 UAV của Ukraine trong ngày qua. Tại tỉnh Mingorod, giáp biên giới Ukraine, tỉnh trưởng Vyacheslav Glakot nói rằng quân đội Ukraine vào ngày 2 tháng 9 pháo kích một trường mẫu giáo trong tỉnh. Một cơ sở giáo dục mầm non đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Đây là cơ sở giáo dục thứ ba bị tấn công, theo ông Glakot. Tại tỉnh Kursk, Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 350 binh sĩ và 14 xe bọc thép trong ngày qua. Trong ngày, quân đội Nga đẩy lùi 6 cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine hướng tới các khu định cư Boki, Komaroka, Korenevo và Chekakoi, Peronoi. Quân đội Nga cũng ngăn chặn các nỗ lực tấn công vào Ogoka và Kremianoi. Theo bộ này, tổng số quân Ukraine thiệt hại kể từ khi giao tranh bắt đầu ở Kursk là hơn 8.900 binh sĩ. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Nga dàn trận khóa chặt Boros, Ukraine đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Nga chiếm được thị trấn Poros, họ có thể cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine, đồng thời tiến qua một vùng rộng lớn hơn ở Donbass. Một nhà quan sát quân sự nổi tiếng của Ukraine cảnh báo sự sụp đổ của Poros có thể gây ra thảm họa nghiêm trọng cho Ukraine. Tại khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Ukraine, quân đội Nga hiện chỉ cách trung tâm hậu cần chính của Kiev là thị trấn Poros ở tỉnh Donetsk, chưa đến 12 km. Nga tuyên bố đã chiếm được một số thị trấn nhỏ gần Poros và đang từng bước tiến công, bao vây thị trấn từ nhiều hướng nhóm giám sát distet của ukraine cho biết lực lượng nga được hỗ trợ bởi hòa lực lớn khi họ tiếp tục chiếm được nhiều vùng lãnh thổ hơn poros được cho là tuyến phòng thủ kiên cố cuối cùng của ukraine trong cuộc chiến với nga ở miền đông nga đang đổ nguồn lực để tiến vào poros ngay cả khi nước này phải đối phó với cuộc đột kích lớn của ukraine tại khu vực kurs Nhà phân tích George Barros của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Poros nằm ở ngã ba của một vài xa lộ chính, đóng vai trò là tuyến đường huyết mạch và tuyến tiếp tế chính để Ukraine vận chuyển đạn dược, thuốc men, thực phẩm. Nếu không có tuyến hậu cần tốt, sẽ rất khó khăn để lực lượng tiền tuyến duy trì sức mạnh chiến đấu và hoạt động một cách hiệu quả. Binh sĩ chỉ chiến đấu tốt khi họ được trang bị đầy đủ và có cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ cho chiến đấu, ông George Barros nói thêm. Ông Tita Rigami, nhà phân tích quân sự của Oshin và GEON, viết trên Twitter rằng Porus đã trở thành một trung tâm phân phối thiết yếu, hỗ trợ lực lượng Ukraine dọc theo một tiền tuyến rộng lớn từ Voleda đến phía bắc Donetsk và xa hơn nữa. Ngoài Porus còn có Karamatok, đây là hai nơi ở Donbass đảm nhận chức năng quan trọng này. Vai trò của Porus không chỉ giới hạn ở các kết nối đường sắt, nơi này còn nằm ở một ngã ba đường quan trọng giúp cho việc vận chuyển và phân phối vật tư. Đặc biệt, tuyến đường cao tốc H-20 nối Poros với Kostiantynika từ lâu đã là mục tiêu của Nga. Việc cắt đứt tuyến đường này sẽ khiến Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng khi tiếp tế cho quân đội ở khu vực Bamut-Holika. Nếu Poros thất thủ thì điều này có thể gây ra mối đe dọa trong hoạt động hậu cần của Ukraine trải dài từ Volhynia đến Holika. Theo ông Tatarigami, Poros nằm cách đường Nipo 19 km về phía đông. Trong trường hợp Nga chiếm được Poros thì điều đó có thể gây ra hiệu ứng domino trong khu vực. Sau khi Nga tiến đánh Kharkov vào tháng 5 năm 2024, có rất ít lý do để nghĩ rằng Tổng thống Putin sẽ dừng lại ở vùng giáp danh giữa Donetsk và Luhansk, ông Tatarigami lưu ý. Đánh giá tầm quan trọng của Poros, nhà phân tích Oleg Simorov của Ukraine cho rằng kiev cần bảo vệ thị trấn này bằng mọi giá vẫn còn thời gian để Ukraine chuẩn bị phòng thủ. Poros phải được bảo vệ vì thị trấn này có tầm quan trọng chiến lược. Con đường đến khu vực Donipo qua thị trấn Poros, do đó Ukraine phải tìm cách ngăn cản Nga. Trong thông báo trên Telegram, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Sisky tuyên bố, quân đội Ukraine đang cố gắng bảo vệ Poros. Các trận chiến cực kỳ khốc liệt, đối phương đang tung mọi thứ vào mặt trận nhằm phá vỡ hàng phòng thủ của quân đội Ukraine. Các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông của Horika và khu vực xa hơn dọc theo biên giới Kimiani và Krasny, cũng như trong khu vực ngoại ô phía đông của Mikhilika. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Poros là điểm nóng nhất trên chiến trường. Trong 24 giờ qua, Poros là điểm nóng nhất trên chiến trường. Nga đã thực hiện 34 nỗ lực nhằm đánh bật lực lượng phòng thủ Ukraine tại các vị trí ở 11 khu định cư. Gần một nửa số cuộc đụng độ diễn ra gần Selidovoi và Novogorodika, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi tổng cộng 23 cuộc tấn công của đối phương theo hướng đó, khiến Nga phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.